Chào chị ạ. Em rất là thích cách phối màu của bộ này, chị lấy cho em size S nhé. Okay. Em ơi, tư vấn cho khách đi. Chị ơi, cho em hỏi là cái này có màu khác không hả chị? Có chị ạ, bên em có nhiều màu. Hòa ơi. Dạ. Ra đây chị nhờ cái. Em tư vấn cho khách. Em tư vấn cho khách à? Bảo em tư vấn cho khách thì em tư vấn đi. Nhìn cái gì? Vâng ạ. Vâng. Chào chị ạ. Chị muốn em tư vấn gì ạ? Mình thì đang thích cái váy này. Dạ. Nhưng mà không biết là có màu khác không ạ? Cái dáng váy này thì em nghĩ là hợp với dáng của chị. Nhưng mà cái màu này thì em e là nó không tôn được cái làn da trắng của chị đâu ạ. Theo em thì chị có thể lựa những cái màu kiểu pastel, màu hồng nhạt hoặc là màu xanh thì sẽ rất là đẹp ạ. Mấy màu đó thì bọn em để ở trên tầng 2. Em mời chị lên trên đó xem ạ. Ok em. Alo. Cái gì cơ? Bây giờ con nói cho bố nghe nào. Con bị ngã hay là đánh nhau với bạn? Con chạy đôi với bạn, bị ngã. Con phải chú ý hơn chứ, có phải lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh con đâu. Đúng không? Ôi. Con phải chú ý lên. Con dai, con bị làm sao? Bị đau ở đâu, bị ngã ở con? Hay là làm sao? Con bị ngã. Chốt này à? Thế cái điện thoại của cô chỉ dùng để nhắn tin với trai với cả lên mạng sống ảo thôi à? Đến lúc con cái có việc tôi không thể gọi điện cho cô được là thế nào? Anh mở mồm ra không được câu nào tử tế đâu nhá. Tôi dai gái cái gì? Tôi bận đi tôi không nghe hay sao? Bận cái gì? Bận đến mức quên cả việc mình đang làm mẹ luôn à? Đây này, cô nhìn tóc này, nhìn tóc con này, dài thượt thế này này. Cặp sách này, này, cũ rích thế này mà cô cho nó dùng được à? Tiền tôi chuyển cho cô hàng tháng đâu. Cô làm cái gì? Anh im cái mồm anh vào đi. Thế anh nghĩ là có tiền anh muốn nói cái gì thì nói à? Anh xứng đáng là bố của nó à? Thế nhưng lúc mà nó ốm đau thì anh đang ở đâu? Nó có gọi tiền được bố được không? Mà lên mặt. Mẹ ơi, đây là trường của con đấy mẹ ạ. Tôi không thèm nói chuyện với anh. Đi con. Đứng lại đây. Tí bố đưa đi cắt tóc, tôi bố đưa về sau. Hôm nay còn nhiều bài tập lắm bố ạ. Bố cứ về đi, còn mai để cắt sau. Nghe thấy gì chưa? Đưa mẹ cầm cặp cho. Vâng. Về con. Đau lắm mà con. Vâng. Hay là mẹ đưa con đi bệnh viện khám cho cẩn thận nhá. Thôi mẹ ạ, tay con chỉ sưng một tí thôi mà. Không đau lắm không? Hơi thôi mẹ, mẹ nhìn này. Mẹ xin lỗi nhá. Lần sau con gọi, mẹ sẽ phi qua luôn, mẹ không để con phải chờ đâu. Con không phải là trẻ con đâu, mẹ cứ đi làm đi, con tự lo được. Thật không? Thật ạ. Ôi ôi, tóc dài quá. Hay là hai mẹ con mình đi cắt tóc được không? Vâng ạ, con muốn đi cùng bác cơ. Bác ra mới biết một chỗ cắt tóc đẹp trai cực. Ừ, thế mẹ đồng ý cho hai bác cháu đi với nhau. Vâng ạ. Yêu con lắm. Cháu mẹ nấu ngon không? Ngon ạ, nhưng con thèm cá rán. Con là cứ khỏi bệnh đi rồi mẹ mua gà rán cho ăn nhá. Vâng ạ. Giờ hai mẹ con mới ăn đó hả? Con chào chú đi, đây là chú Phương bác sĩ, bạn của mẹ. Con chào chú Phương ạ. Ngoan giỏi lắm, đẹp trai nữa. Ráng ăn nhiều nha, không em Vi buồn đó. Vâng ạ. Em nấu nhiều lắm, anh ngồi xuống đây ăn cùng mẹ con em cho vui. Anh ngồi chơi thôi, không ăn đâu, anh còn no lắm. Ăn đi, nghĩ ngợi gì nữa. Hai mẹ con ăn đi. Cho em bát phở, nhưng mà ít bánh thôi nhá. Để em một chút ạ. Anh đi con. Ăn nhiều vô nha. Vâng ạ. Giàu quá. Cháy cái gì? Anh làm em giật cái mình. Cháy sườn. Ôi, tưởng là cháy hàng. Hóa ra là cháy sườn.
Có cái gì lạ đâu mà phải hô to thế. Chị ơi, chị hô còn to hơn cả anh rồi đấy ạ. Đúng rồi đó. Mà khách nó sang hết hàng bún thịt nướng rồi. Nhà mình có ai đâu mà cháy hàng. Alo, alo, 3 suất bún thịt nướng ngày hôm nay mua sẽ được tặng miễn phí luôn một chai bia. Ngoài ra tất cả các anh chị em ngày hôm nay mua bún thì sẽ được có cơ hội là song ca cùng với em ạ. Anh Giai, anh cho mấy suất? Hai suất nhá, một suất không cá nhá. Này, dạ? Tôi không uống được bia thì sao? Anh Giai không uống được bia à? Ôi rồi không uống được bia đây, quán em đây. Trà chanh, trà quất, trà đào, cái gì cũng có, không uống bia thì uống cái khác. Ui, hấp dẫn thế, cho cháu 3 suất đi ạ. Rồi. Cô ơi, 4 suất của con thêm bún ạ. 4 suất, có liền. Hồng ơi. Dạ. Xong rồi nè con. Cho con 4 suất cô ơi. Rồi, 4 suất. Ôi, chết đi, cho tôi chơi thêm suất nữa. 1 suất, 2, dạ, dạ. Tôi chuyển khoản cô nhá. Rồi. 1 suất mang về. Anh ơi, anh xem thế nào dẹp cái nhà vô văn hóa kia đi, để thấy khó chịu. Mình có quyền gì mà dẹp quán người ta, chứ lại có gì đâu. Quán mới mở, khách họ tò mò vậy thôi. Quan trọng là chất lượng. Nếu quán ăn mình ngon á, thế nào khách cũng quay lại thôi. Ui giời, chờ thế thì đến bao giờ hả anh? Các cụ bảo rồi, chán cơm thì thèm phở. Nhưng mà ăn mãi phở thì cũng phải quay lại cơ. Nhưng mà khổ nỗi, khách đến cái cửa hàng đấy có phải mỗi để ăn thôi đâu. Thế mới lo. Người ta đến ăn là vì chất lượng, chứ đến ăn là vì nhờ chị nhờ. Giờ mà bán khu này không ăn thua thì phải giao trên toàn thành phố. Phải có giao hàng, phải thuê shipper ở nhà. Chứ bán trên mạng dăm ba cái loa kéo, ăn sao được nhà mình. Hiệu nhà ấy có kéo loa lên khắp Hà Nội được không? Ôi giời ơi, bảo ông chồng tôi bỏ tiền ra thuê thêm người thì có mà khó ngang bằng bắt em tôi đi lấy chồng ấy. Chị, chán liền quá. Đúng ạ? Toàn là phán linh tinh. Chú Bình à, chú có rành món này không? Chú tìm giùm tôi một người đáng tin cậy, chăm chỉ lanh lợi một chút, làm shipper cho quán. Đấy, người trong nhà nói thì không nghe, người ngoài nói thì nghe răm rắp ý. Nè, ở đây ai là người ngoài? Bà toàn nói bậy thôi. Nhưng mà anh ơi, anh thuê thêm người thật à? Em đồng ý. Mà anh thuê đàn ông đi, có khi lại giải quyết được tối nhỉ. Thì mình cứ thử thời gian coi doanh thu có lên không. Nếu không thì bỏ. Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác. Người thì để tôi kiếm giúp cho. Nhưng mà trong lúc chờ đăng ký bán trên ứng dụng thì cô Lan huy động cho tôi thằng Gia đi phát tờ rơi khắp các khu văn phòng gần đây này, để họ biết là nhà mình cũng có dịch vụ ship tận nơi. Biết đâu lại hiệu quả ấy. Ôi trời ơi, gánh mẹ mà trượt lên trượt xuống thế thì cơ mà. Đúng là cái đồ vô ý thức các anh các chị nhỉ. À, em nghĩ ra rồi. Tí nữa bảo thằng Gia nhà mình làm một cái biển to đùng luôn, để ngay ở cửa hàng nhà mình này. Đã hát xin đừng lệch tông, công đức vô lượng. Cho con gánh mẹ một lần cả đất. Bắt đầu tù cái thằng nào mà nghĩ ra cái loa kẹo kéo ấy. À, em mới nhớ cái chú bán bánh mì kem mà trước cổng trường mình không? Mỗi lần mà tan học em hay mua cho anh ăn đó. À, cái chú bán kem 7 màu đúng không? Đúng rồi, Tết vừa rồi gặp lại chú đó. Thế anh có muốn ủng hộ chú ấy không? Dạo này nhiều kem như thế, chả biết là chú buôn bán có được không nữa. Anh chỉ hỏi thăm sức khỏe chú thôi chứ anh không có mua. Nói thiệt nha, trời ơi em mua cho anh ăn quá nhiều, bây giờ nhìn thấy anh xanh mặt luôn mà. Thế sao hồi đấy em không nói như thế? Thì cũng giống như em thôi, mua bánh quy cho em ăn nhiều quá. Em nghe em có nói anh biết đâu, em sợ anh buồn mà. Bây giờ anh nói với em như thế để làm gì? Để em mua món khác cho anh ăn. Thôi được rồi, em sẽ không mua bánh mì kẹp kem cho anh nữa.
em sẽ nấu đồ ăn cho anh, được không? Được, miễn ngon là được hết. Tất nhiên. Dạ tôi nghe sếp. Họp bây giờ luôn hả? Dạ. Tôi sẽ báo bác sĩ Như ngay. Dạ dạ. Lên TV. Đúng thế. Chắc là hai người cũng biết chương trình Sức Khỏe Vàng, chương trình truyền hình về sức khỏe đang được rating cao nhất hiện nay. Giám đốc sản xuất chương trình đấy là cháu của tôi. Bên đấy họ đang muốn thay đổi format của chương trình, cho nên cũng muốn đổi bác sĩ khách mời. Tôi đã giới thiệu hai người đấy. Nhưng mà trước giờ tôi đâu có tham gia mấy chương trình như vậy. Tôi cũng không có hứng thú với mấy chương trình thế này đâu. Sao lại không tham gia? Tôi đã giới thiệu hai người rồi. Hai người có biết là rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện khác rất muốn tham gia chương trình này không? Tham gia chương trình này làm tên tuổi cho viện ta sẽ được nâng cao hơn. Và nó sẽ là bước đệm tương lai của hai người đấy. Tôi hiểu những gì giám đốc nói. Nhưng nếu như giám đốc cần một bác sĩ giỏi tham gia chương trình để tạo uy tín hơn cho bệnh viện thì tôi nghĩ bác sĩ Minh hay bác sĩ Thúy sẽ phù hợp hơn chứ. Tôi đã đưa danh sách cho họ rồi, nhưng họ dứt khoát chỉ chọn hai người thôi. Còn gì bằng một cặp vợ chồng bác sĩ cùng tham gia tư vấn à? Tôi xin phép, tôi ra ngoài làm việc trước ạ. Ơ, này, đang nói chuyện mày đi đâu đấy, Như? Này, bác sĩ Vương, cậu làm gì đi chứ? Dứt khoát cậu phải đứng về phía tôi đấy. Thật ra thì tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi không biết, cậu muốn làm gì thì làm. Dù anh có nói như thế nào ấy thì chúng tôi cũng sẽ không tham gia chương trình này đâu. Anh ơi, ngó cho em nồi thịt. Xin lỗi anh nhé, tôi đang nấu cơm mà đồ ăn cháy hết rồi. Thế nhá, chào anh. Tôi biết rồi, nhưng mà vợ chồng tôi không thể tham gia được thưa giám đốc. À, nhà tôi có khách, tôi gọi lại sau nha. Trời ơi, ông gọi cho anh hả? Liên tục tin nhắn nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Em cũng chặn tin nhắn của ông rồi. Kiểu này không ổn đâu, mình phải tìm cách mới được. Anh là người giỏi nghĩ cách, anh nghĩ đi. À, có cách rồi. Bây giờ vợ chồng mình nói thiệt với ông là hai đứa mình đã ly dị rồi đi. Ừ? Bị dở hơi à? Ông ấy là bạn thân của mẹ. Anh đến thẳng nhà mẹ mà nói chuyện với mẹ luôn đi. Vậy bây giờ em còn cách nào khác nữa không? Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Em có một cách. Cách gì? Lát nữa bọn mình sẽ xuống dưới sảnh chung cư. Đưa chìa khóa xe đây cho em. Để làm gì? Thì hôm trước có một cặp vợ chồng dạy nhau tập lái xe ô tô. Ừ. Nhưng chẳng may chị vợ tông phải anh chồng đi thẳng vào trong bệnh viện. Trời ơi. Nhưng mà tất cả mọi người vào thăm lại bảo chuyện này là hết sức bình thường. Hết sức bình thường? Ừ. Hết sức bình thường cái đầu của em á. Nghĩ sao mà cái chuyện gì vậy em cũng nghĩ ra được. Anh phục em luôn. Trời ơi, muốn giết anh hả? Thì anh là đàn ông, anh hy sinh một tí đi. Với lại em hứa là em sẽ chỉ làm cho anh xước xát thôi, không gây tàn tật. Trời. Mà trong một gia đình, người chồng phải là người gánh vác những chuyện như thế này chứ, đúng không? Đúng. Ừ. Không sai. Nhưng giữa anh và em á, đâu còn là vợ chồng ở đâu. Đúng không? Nói thế thôi, chứ em cũng chả làm thật đâu. Anh có còn là chồng của em nữa đâu. Đừng có tự bỏ. Thôi, nhiều khi á, em nắng mưa thất thường, em làm thiệt cũng không chừng. Xe ra. Tưởng ăn rồi. Do Vi mời nhiệt tình quá cho nên anh mới ngồi ăn chung với mẹ con quá cho vui, chứ có no nê gì đâu. Ai không biết ý, người ta lại tưởng anh là chồng của cô ấy đấy. Em nói gì là ý gì hả? Tính Vi là thích quan tâm người khác. Chứ lúc trước Vi cũng làm bánh mời mọi người trên lớp ăn đó, có vấn đề gì đâu. Em có nói cái gì đâu mà anh phải giải thích. Ờ? Có tật giật mình à? Em sao vậy? Hay là đang ghen?
khiếp. Hai chị ơi, em bảo này, nhìn kìa, ngứa mắt không? Ống á, ống ẹo, nhìn cứ như là bán dăm ấy, có phải là bán bún đâu. Này, tôi nghe nói ngày xưa hai chị em nhà đấy là mở quán nhậu đấy. Không khéo rồi còn làm gái ấy chứ. Cái gì? Làm gái á? Sao? Trời ơi, thảo nào, quần áo, vải mặc được cái găng tay như thế này. Chị, cái khu phố nhà mình làm sao gọi là khu phố văn hóa nữa hả chị Lan? Này, chồng bà ấy 3-4 hôm nay toàn sang bên đấy ăn bún đấy. Cái gì? Lão chồng của tôi á? Chứ ai? Khó chịu thật đấy. Đến làm ăn ở cái khu phố này mà chả theo cái lề lối gì cả. Mình một kiểu làm thế nào để cho biết điều đi một tí được nhỉ? Mấy chị qua ăn bún hả? Ăn gì ngồi đi tôi bán. Ủa, hình như là có chuyện gì hả? Có chuyện. Mấy chị em sang định nói vài lời. Chuyện gì? Cả cái khu phố này đang làm ăn rất là quy củ. Đúng. Thế mà chị về đây một mình một kiểu. Nhìn này. Thế nên là gây ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi. Thế nên sang có lời nhắc chị, làm gì ấy thì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng để cho mọi người phải bức xúc. Tụi tôi làm ăn kinh doanh buôn bán đàng hoàng, không có làm điều gì phạm pháp hết. Này, chó có đuôi, người có ý thức. Chỉ số ô nhiễm môi trường của cái thành phố này đứng nhì thế giới. Trong đó có 50% là sự đóng góp từ cái đống khói của nhà chị đấy. Thấy nghe bảo chị em nhà chị cũng từng bán bia ôm à? Muốn tạo ấn tượng nước nôi lênh láng à? Nước nhà chị đang chảy đầy ra khu phố đây này. Này, chị không thấy nó hôi à? Chị không thấy nó mất vệ sinh khu phố à chị? Nè, mấy người ăn nói quá đáng rồi nha. Ám chỉ rồi xúc phạm người khác hả? Tôi bán buôn ở đây chưa có một người dân nào có ý kiến. Ngay cả tổ trưởng tổ dân phố cũng không có ý kiến. Chỉ có mấy người bán quán giống như tôi á, sân si, ghen ăn tức ở phải không? Quả là to mồm không ai lại bằng chị thật. Thế nên tổ trưởng dân phố cũng ngại sang gặp chị. Bởi vì bên nhà chúng tôi cũng bán hàng ăn. Anh ấy nhờ chúng tôi sang đánh tiếng với chị trước. Ai mà ngờ chị lại không muốn nghe những lời nhẹ nhàng. Vậy thì chị ở đấy và chờ chat từ trên phường gửi xuống nhá. Được, tôi chờ. Ừ, cứ chờ đi. Không phải thách nha. Anh Hạnh. Hả? Ra đây. Ủa, có chuyện gì vậy? Nè, người lớn nhau hết rồi ha. Mấy người không thích gì tôi cứ nói thẳng cho bản mặt tôi. Đừng có mượn gió bẻ măng kêu người ta qua gây sự chỗ tôi. Tánh tôi rất là đàn ông, đúng nhận sai cãi, không thích dòng do. Măng gió, gió măng gì? Cô nói gì tôi không hiểu. Cô Tuyết à, bà con cô bác buôn bán đây ai cũng lành tính hết. Người ta thấy khó chịu người ta mới nói. Nề nếp ở đây có sẵn, ai cũng chấp hành nội quy hết. Cô mới về đây phải hiểu ý một người một chút thì mới dễ làm ăn chứ. Cứ làm ăn đàng hoàng lịch sự, ai người ta động vào. Sao? Chứ không phải là mấy người cố tình tẩy chay tôi hả? Thấy tôi là buôn bán đắt khách hơn mấy người, cho nên mấy người tính chơi tôi vậy đó, đúng không? Chỉ đúng một nửa thôi. Cái chính là cô chưa chấp hành tốt cái nội quy của khu phố này. Thì đấy, để xe thì lung tung nhá, nước thải thì bừa bãi, nhạc thì bật ầm ĩ lên, mà ăn mặc thì ăn mặc thì sao? Tôi rất là công tâm, nếu mọi người sai tôi sẽ nhắc nhở, còn nếu cô làm ảnh hưởng mọi người tôi sẽ ra mặt. Mà căng thẳng quá tôi báo lên phường, họ xuống giải quyết. Cái gì? Anh đang đe dọa tôi đó hả? Tôi chỉ khuyên cô thôi, chịu nhún nhường một chút thì mọi chuyện giải quyết dễ dàng thôi. Không thì xử lý luôn anh ạ. Xử đi. Nè, tôi không đụng ai hết nha, đừng có ai đụng vào tôi. Là gì phải có chuyện nhún nhường ở đây? Ô cùn à? Cùn cái gì? Cùn cái gì? Cho tôi xin hai người đi. Nhưng anh thấy khó chịu không? Để em. Thôi, để chút đi.
tổ trưởng, tổ trưởng mà. Rồi em đền anh. Nam mô A Di Đà Phật. Ừ, đem tất cả những chứng từ lên tôi xem, rồi tôi sẽ ký. Buổi sáng tôi bận họp rồi. Ừ, buổi chiều tôi phải xem chứng từ thế nào tôi mới ký được chứ. Ừ, buổi chiều bao nhiêu tôi cũng duyệt. Ừ. Rồi, cứ đem chứng từ lên nhá. Anh ở đây làm gì đấy? Giám đốc vừa đi ngang qua đó. Trời ơi, em đã nói với anh rồi, giờ làm việc thì không thể, nhưng mà giờ nghỉ trưa anh phải tắt máy đi, đừng có lên căn tin ăn nữa, nói mãi không nghe gì cả. Anh có làm nên tình nên tội gì đâu. Này, hay là anh muốn nghe ông ấy nói đi nói lại cái việc tham gia chương trình đấy. Anh thích thì anh tự mà đi, em không đi. Làm sao? Giám đốc gì mà nói đi nói lại, nhức hết cả đầu. Tôi cũng đang nhức hết cả đầu vì hai người đây. Chẳng nhẽ quay mấy số chương trình nói về sức khỏe mà lại khó đến thế à? Hai người là bác sĩ, tham gia những chương trình nói về y học thì có gì là quá đáng nhỉ? Tôi có ép hai người phải làm những việc mà trái với chuyên môn đâu. Ai đã từng nói với tôi là phải mở rộng phòng bệnh, nâng cao cơ sở vật chất thì bệnh nhân sẽ đến với viện ta nhiều hơn. Ai nhỉ? Đó là ý kiến của tôi. Ai đã từng nói với tôi là phải nhập những loại thuốc tốt, nâng cao hiệu quả điều trị thì những bệnh nhân có nhu cầu điều trị đặc biệt sẽ tìm đến mình. Tôi đã làm tất cả theo ý kiến của hai người. Nhưng hiện tại bệnh viện của chúng ta đang lỗ. Tại sao hai người lại đối xử với tôi như thế? Tham gia chương trình này là chúng ta đang làm tốt cho viện, chứ không phải làm tốt cho bản thân tôi đâu. Làm cái trò gì đấy? Gõ cửa cho lịch sự. Có chuyện gì? Chúng ta cần nói chuyện. Sao không nói luôn ở viện, gọi em ra đây làm gì? Nói ở viện lấy người khác nghe được thì sao? Thế có chuyện gì? Bây giờ mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là phải tham gia chương trình. Không bao giờ. Vậy thì phải nói thiệt với giám đốc biết về chuyện của hai đứa mình đã ly hôn. Anh có biết mọi chuyện sẽ khủng hoảng như thế nào nếu như hai mẹ biết chuyện của chúng mình không? Nhức đầu quá, anh không muốn suy nghĩ nữa. Em cũng muốn bỏ việc luôn cho rồi. Ủa là sao? Đâu còn là con nít nữa đâu mà trốn tránh như vậy hoài được. Chính anh cũng đang là người trốn tránh đấy. Thì bây giờ anh mới tìm đường giải quyết nè. Mình phải đương đầu với sự thật thôi. Hết đường lui rồi. Cũng không hẳn là hết đường lui đâu. Chẳng qua là em nghĩ anh muốn công khai để anh có thể nhàn thân, chăm sóc và quan tâm người khác thôi. Nè, em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người ha. Anh nói rồi đó, anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ của anh. Dạ, con nghe mẹ. Dạ, lát con về liền. Dạ dạ. Bách hả? Mẹ làm đồ ăn xong rồi. Khi nào con về? Mẹ ơi, chắc là tối nay con về trễ nha. Ở bệnh viện có ca mổ răng siêu khó luôn, mà khẩn cấp lắm. Ủa? Con hứa với mẹ hôm nay là con về ăn với mẹ mà. Con có hứa với mẹ hả? Ừ. Ờ, con xin lỗi, chắc tay con bận nhiều việc quá cho nên con quên. Thôi được rồi, khi nào làm xong rồi về, mẹ chờ. Ờ, mẹ nói cái gì? Alo? Ở đây ồn quá mẹ ơi. Thôi mẹ cứ ăn cơm trước đi, đừng có đợi con. Dạ. Bách.
hết nè. Cái thằng này còn gì cái thơm quá ta. Ủa? Mới tới hả con? Dạ. Wow. Ăn đi con. Sao vừa miệng không? Vừa lắm mẹ. Thịt bò mềm ghê luôn á. Cũng may còn thằng con trai có Hiếu về ăn cùng mẹ. Chúng thôi mẹ bị trầm cảm mất. Bách nó mới về Việt Nam, cho nên á, nó cần có thời gian để thích nghi với công việc mới ở viện mà. Chứ không phải là không muốn ở nhà với mẹ đâu. Mẹ đừng nói về tội nghiệp đó. Thôi con ơi, mẹ là người sinh nó ra mẹ hiểu nè. Con đừng có bào chữa cho nó. Ngay cả khi nó ở trong nhà nè, mà cả ngày nó cứ rú trong phòng á, mẹ vừa lú cái mặt vô là nó gào lên, nó nói mẹ làm phiền nó. Có được không? Rồi, thì con xin lỗi mẹ đi. Tại con cũng không có sắp xếp được thời gian về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ đừng buồn nha. Nhà người khác á, vắng con trai thì có mặt con dâu. Mẹ vô phúc lắm. Con trai á, lâu lâu mới gặp mặt. Còn con dâu á, nó tránh mẹ như là tránh tà vậy đó. Đâu có sống chung đâu, cũng làm dâu luôn. Vậy mà đạo lý, lễ phép á, cơ bản không có. Mẹ, đừng nói vợ con vậy tội nghiệp. Hai vợ chồng con làm việc ở viện á, bận lắm. Với lại thời gian không cố định nữa. Rảnh lúc nào tụi con về thăm mẹ lúc đó mà. Mẹ nói cho con biết nha. Mẹ là bà mẹ chồng dễ dãi nhất cái nước Việt Nam này luôn. Ngày dỗ ngày chạp, mẹ không cho nó đụng móng tay vô luôn á. Mẹ chỉ yêu cầu là nó nên nhớ rằng nó đang làm dâu và mẹ là mẹ chồng của nó. Thỉnh thoảng á, nó hỏi thăm mẹ chút thôi. Vậy mà khó còn hơn lên trời. Mẹ không có yêu cầu gì hết. Mẹ chỉ yêu cầu mẹ sống đến 100 tuổi để tụi con cho mẹ đứa cháu hụ hỉ sớm hơn. Con biết không, có tiếng cười con nít nó ấm cửa ấm nhà lắm. Nhưng mà tụi con không bao giờ quan tâm tới mẹ nữa. Ông ơi là ông, ông đi bỏ tôi lại một mình. Sao mà cái số tôi bất hạnh quá vậy nè. Nhiều tiền để làm cái gì, rồi bây giờ á, con trai với con dâu nó cô lập tôi. Ba để con giúp cho. Được rồi, con mới về hả? Con vô trong đi, mẹ con trong đó đó. Thôi ba, nước bụi hết rồi. Có gì đâu, ba cái khói bụi để đó mà. Con vô với mẹ đi. Vâng ạ. Có bao giờ mẹ cảm thấy hối hận khi lấy ba không? Sao? Thấy ba hành mẹ quá nên thương hả? Con chỉ cảm thấy tò mò thôi. Mẹ hối hận. Hối hận về mọi chuyện luôn. Thế sao mẹ lại lấy ba? Thì đấy, mẹ bị ba con lừa. Tâm hồn yếu đuối của mẹ bị ba con lừa bởi cái vẻ lãng tử đẹp trai ngồi đàn hát ở cơ quan cái buổi liên hoan hôm ấy. Nghĩ lại mà thì dại quá. Thế thì là lỗi do mẹ, chứ làm sao mà trách ba con được. Đấy, khi cưới nhau về, bao nhiêu cái tật xấu nó lòi ra hết. Yeah, yeah.
nhà là nơi ấm áp, thon dọc cánh tay ra đón ta trở về. Nơi ta tồi tệ nhất nhưng lại được sự cậu đánh khẽ. Nhà là nơi nước mắt cứ tuôn rơi, không cần phải ngại, không cần lặng lẽ, không cần phải né. Học cách yêu thương chính mình, không cần phải thay đổi tính tình. Ném hết đi bao nhiêu phiền lo, niềm vui ta có sẵn, không cần ai phải cho. I want to be loved, yeah. I don't want to be hurt, yeah. Vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. I want to be loved, yeah. I don't want to be hurt, yeah. Vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. Về bên mẹ cha được ăn bữa cơm ngon, được nghe những lời yêu thương. Dù lòng đang sấn đau, dù tim xót xa, cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Vượt qua đêm tối, tình yêu dẫn lối, con tim ngập tràn yêu thương. Tìm lại tình yêu, tìm lại những ước mơ, thêm một lần nữa yêu thật phim do Viettel Media sản xuất.